Rồi tiếp tục săn bắt dưới đại dương thôi. Nghe nói có số tiền 673.000 tỷ dưới đại dương, cũng rất là háo hức nè. Vừa xuống tới lại được một con hải sâm gai. Như gẫm siêu trúng một con kế gì. Đây kế đỏ mép này. Chỗ này gẫm được một con hải sâm gai với là một con ốc. Còn kế bờ hòm. Đang định bắt thì nó chạy đi xe rồi. Những con đòn ánh đèn này khó bắt tay, chắc gọng phải xiên. Cá vảy nó rất là cứng luôn, xiên có khi không có phập đâu. Qua một con cái nhẹ nhất, anh em gọi là cái thầu lậu rẻ nha. Cái này có con khoảng 2 đến 3 kg. Những con cá mà có vảy á, thì hai răng khó xiên phập lắm. Nó sẽ trúng cái vảy về lượt đi. Phải nhắm cho chính xác về xiên thật mạnh. Xiên hai răng này chủ yếu xiên những con cá ít vảy. Đây như những con cá kình này thì xiên rất là dễ luôn. Nó không có vảy. Wow, cái hang đá rất là to luôn. Không biết có số tiền ở dưới này không. Đang có kiếm rất là kỹ này. Có khi đâu đó nó sẽ rơi về con đây. Giờ lên chấp cố thôi. Vừa xiên một con cá trong hang đá này. Đây, cái chèm ở đây số lần trẻ, cái chèm ăn rất là ngon. Phải kiếm cho thật kỹ nha, may mắn nó sẽ rơi về chỗ này này. Dưới đây cũng có cái chèm này của chú anh chị. Gẫm thì đứng trên chấp trố này để kiếm. Phía dưới hình như thám anh em cũng đang có kiếm. Đây một con cái thô. Wow, chạy khá lẹ luôn. Đoạn giờ mới xiên trúng này, tưởng chừng nó chui về hàng đế sau. Cái này được dễ. Nãy giờ cô chú chị có phát hiện ra chưa? Kiếm vào hàng đế, vào những hàng đế sau mà cũng không có thấy. Là một con cua xanh. Wow, cái đế này cái chèm rất là nhiều luôn. Hôm nay hai con này. Những con cái chèm mà khi mà giờ ánh đèn vào thì nó sẽ rời đi. Đây gắm xiên chỗ này trúng một phát hai con. Nó nằm tròn lên nhau á nên giữa xiên trúng hai con. Qua nhưng mà không được xảy hết một con. Có cái chèm này anh em xiên cũng đỡ lạnh hơn. Với lại cũng được giá tầm khoảng 38 đến 42 nghìn một ký tùy theo mùa. Cái chèm này gặp nhiều thì xiên cũng rất là nhanh. Cái khá nhiều nha.
đèn ở khúc thím này. Phía dưới thì đèn mắt em cũng vừa xiềng được một con cá. Cái hòn tố này to kinh khủng luôn. Đây anh Thiện này. Ban đêm thì cá nó sẽ chui vào kẹt đá để núp, vì vậy phải dòm cho kỹ. Còn cái giớn, cái giớn này thương lái mua khoảng 70.000 một ký. Còn cái chim nha, cái chim vàng, hoặc con này nó lanh lắm, xiên không có trúng. Cái thò này thì thương lái mua khoảng 100.000 một ký, tùy theo mùa. Đây hải sâm này, cứ được hải sâm này thì có giá rồi, có tiền. Wow, một con tôm hùm, nó núp lon rong rêu này, cũng may mà gặm thấy hai cái rau. Chú rong rêu này thì khó tìm kiếm hải sản rồi, nó núp vào thì không có thấy. Không biết con này có to không, đang có tìm cách bắt nó. Cứ hơn một lạng là đủ sai. Rồi con này to nha. Tôm hùm đỏ baby này ăn rất là ngon và ngọt. Cái nẹt nó thì ngọt lắm, ăn không có bị ngán. Những tôm hùm xanh con cái ký á, thì ăn cái nẹt nó khô, không có ngon bằng cái tôm hùm đỏ baby. Tối nay gắm cũng được hai con hải sâm gai. Con hàng này có cái chèm. Đèn có nhắm của chú chị, hình như hai con luôn. Đây một phát được hai con luôn nè. Hai con tròn lên nhau á, cảm ơn nhắm cho lâu một tí. Vẫn còn một con hàng nha, nhưng mà đoạn nó chạy rồi. Đây là con cua xanh. Mùa này có rêu á, những con cá và những con cua nó sẽ tìm kiếm những chỗ không có rêu, vì vậy tới chỗ không có rêu thì phải kiếm cho lâu. Và là phát hiện ra tôm hùm này đang lùa cho nó chạy ra khỏi miệng hang. Chứ bắt con miệng hang này á, nó chui về hang sâu thì uổng lắm, phải lùa cho nó chạy ra ngoài rất là xe cá hang. Cũng có con nha, có con thì nó chạy xe cá hang như thế nào đó. Chạy xe này thì dễ bắt rồi, không sợ nó chui về hang. Có con lùa một cái thì nó chui về hang sâu. Những con đó thì sang năm mới bắt lại được, chứ cũng hên xui không biết lúc nào gặp lại nha. Được rồi nè, vừa mới xuống một tí là gặm được hai con tôm hùm rồi. Thêm cái hòn cố to này, và cái chèm rất là nhiều luôn. Đây một con cua lên chóp đá này, và nó đang có chạy này. Cua đỏ nha, cua này thì ba lạng là đủ sai, tầm khoảng 1.2 đến 1.5 nghìn một ký. Một con cái diều bông. Rồi trúng nó rồi. Wow, nhưng đè không có được, nó bị mói. Là con thứ hai. Con này phải đè cho cứng nha, chứ nó giãy kinh luôn. Còn cuốn nấm yếu thì nó giãy mạnh lắm của tuyến thiện. Wow, cuốn sổ luôn. Nhưng mà con này nó bị yếu rồi, cảm phải bỏ về vợt cho nhanh, chứ con vừa xảy nha. Con vừa xảy, nó chạy về hướng kia. Có lẽ chạy đi xe rồi. Đây con hầu hương. Con này dễ tròi rồi, hai cái này nó để rơi. Một con này kiếm được là 18-20 nghìn một con. Đây hải sâm gai này, nó đang bò lên hòn cố cao. Xíu này có ké, hình như là một con ké tho. Wow, ké mú nha, con hang đé cô chú chị thấy không? Gõm xương con cá thò này,
phát hiện ra con cái muốt lon hang. À, con cái thoi chỗ này. Ủa, nó chạy vào hang cái mú. Không biết ơi, con cái mú nó có chạy đi không? Ủa, con cái mú nó chui về hang sau rồi. Con cái thoi vừa chạy vào hang con cái mú luôn. À, con cái mú lon hang này. Con cái thoi thì sát bên, cắm không có xiên. Sợ sẽ đụng con cái mú. Còn cái mú vừa rồi anh em lại bắt không có được. Khi mè quắt anh em lại thì nó để chạy đi rồi. Giờ lên xem thành quả tăng này như thế nào. Cứ đúng 2 tiếng là anh em sẽ đu lên. Em vừa bắt lên khoảng 450 con. Càng giờ anh em ít ké nha, ít ké giỡn. Được ké mú, được 2 con ké mú. Lại tiếp tục tìm kiếm hải sản thôi. Cứ lên muối hải sản hết, sau đó thì ăn dưa hoặc là ăn bánh khô. Là tiếp tục tăng thứ 2 này. Còn cái chim vàng. Đây thêm con thứ 2. Nhắm cho chính xác một tí. Wow, con có siêu phập que. Đang có dược nó. Vì nó chạy theo hướng của anh em đi á, nên cũng dễ dược nha. Chứ nó chạy ngược thì dược không có được. Hình như tới chỗ này nó cũng yếu rồi. Cái này thương lái mua khoảng 40 đến 45 nghìn một ký tùy theo mùa. Và hải sâm này, nó ngóc cái đầu lên rồi, có lẽ đêm nay là đêm ngóc đầu của hải sâm rồi. Đêm ngóc đầu như thế này thì rất là dễ bắt. Đây con thứ hai, nó cứ bò lên chóp lố và ngóc cái đầu lên cao. Phe đèn từ xe là anh em để phát hiện dây rồi. Đây cô chú chị thấy không? Nó ngóc cái đầu lên này thì bắt sót là dễ. Với lại đêm ngóc đầu này thì toàn là những con to. Qua chỗ này gẫm được bê con. Bê con hải sâm gai chỗ này. Có một con hang đé. Bộ tăng thứ hai này mấy anh em bộ thu hải sâm rồi cô chú anh chị. Gặp cái đêm nó ngóc đầu này thì bắt sướng lắm. Có khi là mỗi anh được mười mấy 20 con. Nhưng mà tùy theo chỗ có nhiều hải sâm không nha. Nếu mà chỗ nhiều hải sâm thì bắt sướng lắm cô chú anh chị. Những chỗ mà ít hải sâm thì được vài bè con. Đây chỗ này cũng có một con này. Wow, hình như con sao biển á, nó bò lên trên này. Đây cái thò về con cái chim, gẫm sẽ xiên con cái thò trước. Cái thò nó sẽ được tiền hơn. Với lại thương lái sẽ dễ mua hơn. Còn chỗ này là một con cái dơm nha. Còn gọi là cái dơm củi này. Cái này xương rất là nhiều, anh em không có bắt để ăn. Xương tâm rất là nhiều luôn. Qua wow, một chú cái giớn này. Cái giớn này nó không có lớn to đâu. Con này bò lên trên các cục rêu để mà nằm nghỉ này cô chú chị. Cái giớn thường lá mua khoảng 70.000 một ký. Có hai loại nha. Loại này thì to hơn. To hơn một tí thôi. Cô chú anh chị thấy một con nằm phía dưới không? Đây con nằm phía dưới này thì như thế này nó đẻ to về dè. Một
một con ốc bèn tay này. Mùa rêu này thì anh em bắt ít ốc vì dòng rêu nó sẽ mọc lên trên con ốc luôn, rất là khó thấy. Cá chim vàng. Cái này khi nấu cá nước hơi nhẵn một tí, khó chan nước nhưng mà ăn ngon nha. Có con thì nó béo, có con thì cá dê ăn giòn giòn cứng cứng. Đây là con cua gạo và một con hải sâm chỗ này luôn. Dưới này có cái thô. Có một con cua này. Gẫm đang lùa nó ra ngoài. Cua xanh thì nó hơi cứng. Nạc ăn cũng ngọt nha, nhưng mà nó hơi cứng. Thì ăn phải dùng cái cục gì để đập ra. Chứ nhai cái hình răng thì có khi nhai không có nổi luôn. Nó cứng hơn con ghẹ rất là nhiều. Gẫm sẽ xiên giữa cá kèn của nó, chứ không xiên phập. Xiên phập thì con cua nó sẽ ốp. Đây là con ốc đắng này. Mùa hải sâm thì ốc đắng là nó cũng chui về hang để ẩn nấp. Nó chỉ lũi két nha. Tới giờ lên tăng thứ hai của anh em rồi. Tăng giờ anh em gặp hải sâm ngóc cái đầu lên nên bắt rất là nhiều. Rồi lên xem thành quả như thế nào. Hải sâm nha. Cái tăng giờ anh em đi gặp nó ngất cái đầu lên đó, nên rất là dễ bắt luôn. Thường có tháng sẽ có 1 đến 2 ngày nó sẽ ngất cái đầu lên nha. Nhưng mà con to dè nó mới ngất lên. Hải sâm gai. Có hải sâm thì anh em chạy nên ít giỏ ké nha. Tuy một tầng không có hải sản gì để quay clip cho cô chú chị xem, nhưng cứ gặp hải sâm nhiều là anh em có tiền, vì nghề chính của anh em là săn bắt. Tay vừa đếp dàn là phát hiện một con cá bò lé. Con cá này to nha. Gẫm sẽ bắt tay này. Cá bò lé này cái dè nó nhém nên cầm cũng rất là chắc cái tay. Còn ốc nón, còn gọi là ốc lứa. Ốc này là cái ruột ăn mềm và ngọt. Khi luộc mình khó về cục cây, nó sẽ lú cái ruột vậy. Con hải sâm gai đầu tiên, tăng thứ ba. Dưới này là một con cái thèn. Cái này nó không có lớn to nha. Như thế này nó cũng dè rồi cô chú anh chị. Tựa như những con cái chèm á. Cái này chỉ phơi khô ăn hết sảy luôn. Đây cua xanh này. Cái mùi rêu này thì rất là khó tìm. Phải để ý cho kỹ một tí. Một con hào hương. Hào hương phải dùng gốc gì đó chọi nó nha, chứ không thể nào bắt bằng tay được, chọi cho nó rơi ra. Có con thì chọi được, có con cũng không chọi được cô chú anh chị. Được một con này kiếm 18 đến 20 nghìn. Một con cái kình này, cái kình xanh, cái này ăn béo và thơm, nhưng đường cá đè thương lái không có chuộng nhiều. Một con cái giớn. Cái giớn này rất là nhiều luôn. Một chuyến thì có chiếc về được một tè máy hạt tè nha. Khoảng 4 đến 5 đêm. Gẫm phát hiện một con cua. Nhưng mà rêu thì không có thấy được. Phải bơi ra. Không biết nó chạy hướng nào luôn. À đây. Con cua gạo.
cua này thương lái đặt khoảng 20.000 một ký. Con hạ sâm ga thứ hai. Đây con cua gạo nữa nè. Và chỗ này hai con. Cua gạo này có khi nó sẽ ăn san hô nha. Nó kẹp san hô hoặc là bắt những con ốc để ăn. Cua gạo này thì rất là cứng luôn. Một con ốc ăn, còn gọi là ốc kèo một bên. Ốc này thì 9 đến 10.000 một con. Sèo biển cá bí này, nó tự như cá bí. Có con to kinh khủng luôn. Đây là sèo biển ăn san hô mềm. Trước này có một con két thèn. Con két thèn thứ hai rồi. Két thèn này câu thì nó ăn cực kỳ. Thường két sỏi nhiều nha. Rút lông hoặc là thẻ câu mồi. Đa số những người câu ké hay câu những con két thèn này để làm mồi. Làm mồi câu ké lớn. Cua lén nữa nè. Cua này nó nhíp một cái thì khỏi phải nói luôn, nó nhíp đau lắm. Với lại cái kèn nó thì rất là mạnh luôn. Đây con hạ sâm gai thứ ba, đi rất là lâu luôn. Cái kình trắng thì hình gai của nó đâm rất là nhức. Và một con tôm hùm chỗ này, gắm lùa nó về khỏi miền hang nha. Rồi, được rồi nè. Gắm con thần cái kèn của nó. Nếu mà một bên dùng ba cái kèn á, thì thường nó sẽ mua là hai. Là hai thì dễ hơn một nửa. Như là 1.700.000 thì là hai khoảng 3.400.000. Vì vậy gặp những con tôm đủ xa là một thì phải con thần một tí. Dùng cái dầu thì không có sao. Một con cái giớn này. Wow, may mắn này con hạ sâm ga chỗ này luôn. Được 50.000 một con rồi. Con này to. Hạ sâm ga mà biết chế biến thì rất đẹp bổ luôn. Có một con cua chỗ này. Và chỗ này gắm bắt rất là nhiều hải sản luôn. Nào cua, với lại tôm hùm, về hải sâm, thêm con cái giớn chỗ này. Cua xanh gắm tèn bắt xương kia không. Dập vào chỗ này con bị cắn, với lại dễ dàng bỏ vào cái vực to. Đây là con ốc nón lứa này. Wow, có con hải sâm chỗ này. Con hải sâm thứ 5 rồi. Wow, cái lét nha. Rồi xương không có được rồi. Cái lét là cái nổi á, nó chỉ gặp ánh đèn nó chạy lại thôi, chứ không phải đi gặp nó đâu cô chú chị. Ai gắm phát hiện một con hải sâm ga chỗ này. Phía trên là một con cái giớn. Cứ được hải sâm này được 50.000. Thì theo khu vực của chú chị, có khu vực thì không có mua hải sâm, có khu vực thì hải sâm 8-90.000 một con. Đây một con tôm hùm nữa này. Đèn lùa cho nó yếu. Khi mà nó chạy ra ngoài này á, chạy một tí nó sẽ yếu. Vì vậy phải lùa cho nó chạy ra ngoài, đừng cho nó chui vào hang. Và dùng cái rau rồi. Cái mùi rêu này á, khi mà nó chạy ra ngoài á, thì nó ít thấy hang để mà chui vào nha, nên cũng dễ dàng bắt.
chỉ sợ nó chui về cái bụi rêu nhiều quá thì không thấy thôi. Chỗ này có một con cá giớn này, phía dưới này cũng có một con, hai loại khác nhau nha. Tuy nó màu đỏ giống nhau chứ nhìn cho kỹ thì nó hai loại khác nhau. Con cá giớn này gẫm xiên thì nó hay chạy lắm. Còn cái giớn này thì khi xiên sảy nó cũng ít chạy hơn. Cá kình trắng này. Đây chóc lương này, cũng tới giờ lên rồi. Gẫm đang giỡn chóc lương một tí. Đang có níu dài lại này. Chóc lương chưa có biết, chưa phát hiện ra. Giờ mới phát hiện ra này. Đi dưới biển thì anh em cũng hay giỡn lắm. Không có hải sản nhiều thì giỡn cho vui một tí, đỡ lạnh hơn nha. Gẫm lên sau thì sẽ bơm cái hơi ganh này lên cho nó nổi lên mặt nước, khỏi máng về những cái coi san hô. Giờ lên xem thành quả như thế nào. Dưới là cái giỡn nha, cái giỡn với là cua. Mùa này mùa hải sâm chủ yếu xiên cái giỡn với là cua. Rồi bây giờ anh em sẽ chạy về. Rồi, có lẽ video của...